Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sarang. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bộ 600 câu hỏi ôn thi nhập quốc tịch Hàn Quốc tập số 22. 20 câu hỏi đáp tiếp theo, các bạn cố gắng nghe, ghi nhớ. Bây giờ hãy theo dõi nhé. 선거에 참여하여 투표할 수 있는 국민의 권리인 선거권을 가지는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 18세 이상입니다. 선거에 참여하여 투표할 수 있는 국민의 권리인 선거권을 가지는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 18세 이상입니다. 선거에 참여하여 투표할 수 있는 국민의 권리인 선거권을 가지는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 18세 이상입니다. Độ tuổi nào có quyền tham gia bầu cử và bỏ phiếu? Trả lời, trên 18 tuổi. 투표를 하러 갈 때 꼭 가지고 가야 하는 것은 무엇입니까? 신분증입니다. 투표를 하러 갈 때 꼭 가지고 가야 하는 것은 무엇입니까? 신분증입니다. 투표를 하러 갈 때 꼭 가지고 가야 하는 것은 무엇입니까? 신분증입니다. Khi đi bỏ phiếu bắt buộc phải mang theo thứ gì? Trả lời là chứng minh nhân dân. 국회의원 선거에 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 25세입니다. 국회의원 선거에 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 25세입니다. 국회의원 선거에 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 25세입니다. Từ bao nhiêu tuổi bạn có thể tham gia tranh cử đại biểu quốc hội? Trả lời là 25 tuổi. 한국의 민주주의 발전에 영향을 미친 사건에는 어떤 것들이 있습니까? 4월 19일 혁명 와 5월 18일 민주화 운동 와 6월 민주 항쟁 등입니다. 한국의 민주주의 발전에 영향을 미친 사건에는 어떤 것들이 있습니까? 4월 19일 혁명, 5월 18일 민주화 운동, 6월 민주 항쟁 등입니다. 한국의 민주주의 발전에 영향을 미친 사건에는 어떤 것들이 있습니까? 4월 19일 혁명, 5월 18일 민주화 운동, 6월 민주 항쟁 등입니다. Những sự kiện nào đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nền dân chủ Hàn Quốc? Trả lời ví dụ là cuộc cách mạng Hyeongmyeong, có nghĩa là cuộc cách mạng 19 tháng 4, 4월 19일, hoặc là vận động dân chủ 18 tháng 5, 5월 18일 민주화 운동, và khởi nghĩa dân chủ tháng 6, 6월 민주 항쟁. Từng ấy có nghĩa là ví dụ như là, tương tương có nghĩa là ví dụ là, hang trang này có nghĩa là khởi nghĩa. Các bạn sẽ có 6월 민주 항쟁, có nghĩa là khởi nghĩa dân chủ tháng 6. 탕나무 껍질을 원료로 하여 우리 고유의 제조법으로 만든 종이를 무엇이라고 합니까? 한지입니다. 탕나무 껍질을 원료로 하여 우리 고유의 제조법으로 만든 종이를 무엇이라고 합니까? 한지입니다. 탕나무 껍질을 원료로 하여 우리 고유의 제조법으로 만든 종이를 무엇이라고 합니까? 한지입니다. Hỏi là cái giấy làm từ vỏ cây dâu tằm. 탕나무 có nghĩa là cái cây dâu tằm, 껍질 có nghĩa là vỏ. Cái giấy làm từ vỏ cây dâu tằm bằng phương pháp riêng của Hàn Quốc gọi là gì?
Trả lời là hanji. Hanji có nghĩa là cái loại giấy truyền thống Hàn Quốc. Mê hoa, nán chu, cục hoa, đế na mù ế, nế gà chi gạc sinh mùn, thức kiêu ế. Trang trọng mùn, thuộc quả, học sức ế, gạc chun sà ràm ế, in phùm ế, bì yu hà yò, mù hò xì rà gù, bù rừng nì gà, sà khun zà ìm nì dà. Mê hoa, nán chu, cục hoa, đế na mù ế, nế gà chi gạc sinh mùn, thức kiêu ế, trang trọng mùn, thuộc quả, 학식을 갖춘 사람의 인품에 비유하여 무엇이라고 부릅니까? 사군자입니다. Lấy bốn đặc điểm, lấy đặc điểm của bốn loại cây mai, lan, cúc, tre để so sánh với nhân cách của người có đạo đức và tri thức gọi là gì? Gọi là tranh tứ quý, bức tranh tứ bình, ấy. Tranh tứ quý, 사군자, tranh tứ quý. 우리나라 고유의 전통 무예를 바탕으로 한 운동으로 손과 발 또는 몸의 각 부분을 사용하여 기술을 구사하며 공격과 방어를 하는 운동은 무엇입니까? 태권도입니다. 우리나라 고유의 전통 무예를 바탕으로 한 운동으로 손과 발 또는 몸의 각 부분을 사용하여 기술을 구사하며 공격과 방어를 하는 운동은 무엇입니까? 태권도입니다. 우리나라 고유의 전통 무예를 바탕으로 한 운동으로 손과 발 또는 몸의 각 부분을 사용하여 기술을 구사하며 공격과 방어를 하는 운동은 무엇입니까? 태권도입니다. Môn thể thao nào dựa trên nền tảng võ thuật truyền thống của Hàn Quốc, dùng tay chân hoặc là các bộ phận khác trên cơ thể để sử dụng kỹ thuật tấn công và phòng thủ? Trả lời là taekwondo. Quyền quả lì, trang cụ, bục, trình ế, 네 가지 악기를 가지고 무대에서 연출할 수 있도록 만든 음악이나 그 음악에 의한 놀이는 무엇입니까? 사물놀이입니다. 꽹과리, 장구, 북, 징의 네 가지 악기를 가지고 무대에서 연출할 수 있도록 만든 음악이나 그 음악에 의한 놀이는 무엇입니까? 사물놀이입니다. 꽹과리, 창구, 북, 징의 네 가지 악기를 가지고 무대에서 연주할 수 있도록 만든 음악이나 그 음악에 의한 놀이는 무엇입니까? 사물놀이입니다. Loại nhạc nào được tạo ra để biểu diễn trên sân khấu hoặc ngoài trời với bốn nhạc cụ là cồng, trống phách, trống và chiêng? Trả lời là 사물놀이. 얼굴에 탈을 쓰고 추는 우리나라의 전통 무용은 무엇입니까? 탈춤입니다. 얼굴에 탈을 쓰고 추는 우리나라의 전통 무용은 무엇입니까? 얼굴에 탈을 쓰고 추는 우리나라의 전통 무용은 무엇입니까? 탈춤입니다. Một điệu múa truyền thống của Hàn Quốc vừa đeo mặt nạ vừa nhảy múa là gì? Gọi là múa mặt nạ. Các bạn có từ kết hợp ở đây là từ thai có nghĩa là mặt nạ. Và cái từ chum là cái việc nhảy múa. Thai chum có nghĩa là gì nhỉ? Múa mặt nạ. 남녀가 정식으로 부부가 되는 의례로 가족, 친척, 친구 등 많은 사람들 앞에서 결혼식을 치르는 것을 무엇이라고 합니까? 결혼입니다. 남녀가 정식으로 부부가 되는 의례로 가족, 친척, 친구 등 많은 사람들 앞에서 결혼식을 치르는 것을 무엇이라고 합니까? 결혼입니다. 남녀가 정식으로 부부가 되는 의례로 가족, 친척, 친구 등
많은 사람들 앞에서 결혼식을 치르는 것을 무엇이라고 합니까? 결혼입니다. Nghi lễ nào để một đôi nam nữ trở thành vợ chồng chính thức dưới sự chứng kiến của đông đảo mọi người, bao gồm cả gia đình, họ hàng và bạn bè? Trả lời là lễ cưới. 죽은 사람에 대한 예를 갖추어 그를 떠나보내는 의례로 주로 병원의 장례식장에서 문상객을 맞이한 후 땅에 묻거나 화장을 하는 것을 무엇이라고 합니까? 장례입니다. 죽은 사람에 대한 예를 갖추어 그를 떠나보내는 의례로 주로 병원의 장례식장에서 문상객을 맞이한 후 땅에 묻거나 화장을 하는 것을 무엇이라고 합니까? 죽은 사람에 대한 예를 갖추어 그를 떠나보내는 의례로 주로 병원의 장례식장에서 문상객을 맞이한 후 땅에 묻거나 화장을 하는 것을 무엇이라고 합니까? 장례입니다. Nghi lễ nào đưa tiễn người chết thường đón khách đến viếng ở nhà tang lễ bệnh viện, sau đó đem chôn cất hoặc hỏa táng? Trả lời là đám ma. 조상이 돌아가신 날이나 설, 추석 등의 명절에 음식을 차려놓고 조상을 추모하는 행사를 무엇이라고 합니까? 제사입니다. 조상이 돌아가신 날이나 설, 추석 등의 명절에 음식을 차려놓고 조상을 추모하는 행사를 무엇이라고 합니까? 제사입니다. 조상이 돌아가신 날이나 설, 추석 등의 명절에 음식을 차려놓고 조상을 추모하는 행사를 무엇이라고 합니까? 제사입니다. Sự kiện nào để tưởng nhớ tổ tiên bằng cách chuẩn bị đồ ăn vào ngày mất hoặc vào những ngày lễ như Tết Nguyên Đán và Trung Thu? Đáp án gọi là cúng giỗ. 명절 아침에 지내는 제사를 무엇이라고 합니까? 차례입니다. 명절 아침에 지내는 제사를 무엇이라고 합니까? 차례입니다. 명절 아침에 지내는 제사를 무엇이라고 합니까? 차례입니다. Lễ tế vào buổi sáng này lễ được gọi là gì? Trả lời là charê, có nghĩa là cái sự cúng tế vào ban ngày của ngày Tết âm lịch hoặc là Tết Trung Thu, gọi chung là cái từ charê. 고려 시대에 만든 세계 최초의 금속활 자본으로 유네스코 세계 기록 유산으로 지정되어 있는 이것은 무엇입니까? 직지 심체 요철입니다. 고려 시대에 만든 세계 최초의 금속활 자본으로 유네스코 세계 기록 유산으로 지정되어 있는 이것은 무엇입니까? 직지 심체 요철. Cái này được UNESCO công nhận là di sản kỷ lục thế giới bằng chữ viết kim loại đầu tiên được làm ở thời đại Goryeo là gì? Trả lời là Trích chi xin chê yô chòi. Trích chi xin chê yô chòi là cái gì thì các bạn tự tìm hiểu tra Google giúp mình nhé. Joseon Jeongju tae Gyeonggi-do Suwon-ae saeun kwahakjeogin seongeuro UNESCO 세계 문화 유산으로 지정되어 있는 이것은 무엇입니까? 화성입니다. 조선 정조 때 경기도 수원에 쌓은 과학적인 성으로 유네스코 세계 문화 유산으로 지정되어 있는 이것은 무엇입니까? 화성입니다. 조선 정조 때 경기도 수원에 쌓은 과학적인 성으로 유네스코 세계 문화 유산으로 지정되어 있는 이것은 무엇입니까? 화성입니다. Thành nào được xây dựng ở Suwon, Gyeonggi-do dưới thời trị vì của vua Cheongju, triều đại Joseon,
được công nhận là di sản thế giới của UNESCO? Trả lời là hoa thành. 아름다운 후원을 가지고 있는 서울 종로에 있는 조선시대 궁궐로 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있는 이것은 무엇입니까? 창덕궁입니다. 아름다운 후원을 가지고 있는 서울 종로에 있는 조선시대의 궁궐로 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있는 이것은 무엇입니까? 창덕궁입니다. 아름다운 후원을 가지고 있는 서울 종로에 있는 조선시대의 궁궐로 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있는 이것은 무엇입니까? 창덕궁입니다. 宫殿 nào của triều đại Chu Son ở Trung Nô, Seoul có vườn sau tuyệt đẹp là di sản thế giới được UNESCO công nhận? Trả lời là Cung Changdeok. 종묘에서 행사하는 제사의식을 무엇이라고 합니까? 종묘제례입니다. 종묘에서 행사하는 제사의식을 무엇이라고 합니까? 종묘제례입니다. 종묘에서 행사하는 제사의식을 무엇이라고 합니까? 종묘제례입니다. Nghi lễ được tổ chức tại tông miếu được gọi là gì? Chung miếu có nghĩa là tông miếu, gọi là nghi lễ tông miếu. Chung miếu chế đề. Chung miếu chế đề là 치러지는 동안 연주되는 장엄하고 웅장한 음악을 무엇이라고 합니까? 종묘제례야. 종묘제례가 치러지는 동안 연주되는 장엄하고 웅장한 음악을 무엇이라고 합니까? 종묘제례약입니다. 종묘제례가 치러지는 동안 연주되는 장엄하고 웅장한 음악을 무엇이라고 합니까? 종묘제례입니다. 그 말은 gọi là 종묘제례악입니다. có nghĩa là nhạc tế tông miếu. Âm nhạc trang nghiêm và hùng tráng được phát trong suốt nghi lễ tông miếu là gì? Trả lời là nhạc tế tông miếu. 종묘제례가 치러지는 동안 연주되는 장엄하고 웅장한 음악을 무엇이라고 합니까? 종묘제례악입니다. 국가를 다스리는 힘을 세 기관에 나누어 균형을 이루도록 하는 권력 분립 제도가 필요한 이유는 무엇입니까? 입법부, 행정부, 사법부가 서로 견제하고 균형을 유지해야 민주주의가 제대로 발전할 수 있고 국가 권력이 함부로 국민의 자유와 권리를 침해할 수 없기 때문입니다. 국가를 다스리는 힘을 세 기관에 나누어 균형을 이루도록 하는 권력 분립 제도가 필요한 이유는 무엇입니까? 입법부, 행정부, 사법부가 서로 견제하고 균형을 유지해야 민주주의가 제대로 발전할 수 있고 국가 권력이 함부로 국민의 자유와 권리를 침해할 수 없기 때문입니다. Tại sao hệ thống tam quyền phân lập là cần thiết để cân bằng quyền lực điều hành nhà nước? Trả lời: Chủ nghĩa dân chủ chỉ có thể phát triển khi các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp cân bằng lẫn nhau và quyền lực nhà nước không thể xâm phạm quyền lợi và tự do của người dân. Rất là nhiều những cái câu mà nó khó, nó nhiều kiến thức đúng không? Các bạn cố gắng chúng ta xem đi xem lại nhiều lần, nghe nhiều lần và các bạn cố gắng viết ra nữa. Cái việc viết thì chúng ta sẽ ghi nhớ lâu hơn đấy. Nữa là trong quá trình mà chúng ta học ấy, có những cái từ vựng nào ấy
chúng ta thấy khó không hiểu, các bạn tra từ điển và các bạn ghi chú lại nhé. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분 수고하셨습니다. 또 만나요.